Anh em tải giúp tôi cái app 70 Mai này về này. Đấy, đăng nhập tài khoản bằng Facebook cũng được. Thêm thiết bị này. Đây là loại cam không có màn hình thì anh em chọn không màn hình. Đấy. Anh em nhìn này, cái tên Wi-Fi do cái máy này phát ra có tên là 70 Mai và mật khẩu sẽ là 135678 nhá. Đấy. Anh em vào Wi-Fi để tìm kiếm này. Nếu mà chưa thấy nhá thì anh em bấm một lần nút này. Nó sẽ kích hoạt Wi-Fi như của tôi là đã bật rồi. Nhập mật khẩu 123456 78, kết nối. Rồi anh em chọn vào là luôn kết nối nhá. Đấy, và quay trở lại phần mềm. Bây giờ nó đang đếm ngược như thế này thì anh em xác nhận kết nối bằng cách bấm nút nguồn một lần. Như này là đã xong. Rồi anh em hãy thử nhìn cái cam hành trình này. Đấy. Thấy không? Nó rộng như này, nét như này. Rõ không? Ok. Việc còn lại ấy, lột cái miếng dán này và căn lên cái vị trí dán mong muốn. Tôi sẽ dán ở chỗ này đi. Đấy. Cao thấp ống kính như nào tôi tự chỉnh sau. Ok. Vào phần mềm kiểm tra lại nhá. Rồi, anh em thấy không? Đấy. Quá là đơn giản. Anh em hoàn toàn có thể trích xuất file quay các thứ theo cái video này được. Chụp ảnh này, rồi là những cái video đã quay. Rồi hết đây này. Anh em thấy đơn giản không? Cam quốc dân nó phải khác chứ ấy.